20 phút chỉ là em ngắt một lần, xong rồi em lại kiểu như là quay tiếp thì là nó sẽ nhẹ, nó up lên nó dễ. Nhẹ chuyên nghiệp hết nhờ. Vâng, xin chào mừng 8 đội bóng đã đến với lượt thi đấu thứ 2 của ngày thi đấu thứ 3 của giải bóng đá đại diện Hyundai. Trận đấu giữa Hyundai Phạm Hùng và Hyundai Lê Văn Lương hiện tại là đang là khoảng 9 giờ. Hyundai Phạm Hùng mặc áo trắng, còn Hyundai Lê Văn Lương mặc áo đỏ. Bên trong sân gồm có cầu thủ số 81 Quang Huy, thủ môn số 1 Tiểu Ngọc, số 11 là Động Ngọc Tân, số 87 là Savi Công, số 90 là Đỗ Hữu Trọng, số 68 là Long Mỹ Đình và số 4 là Hùng Kết Sắt. Em quay bên kia đi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.